11 thông số thì nó sẽ gồm 11 miếng gọi là miếng phản ứng. Miếng phản ứng này sau khi mà mình nhúng cái nước tiểu của bệnh nhân á, sau đó mình rải vô khô lên, mình bỏ lên đây thì nó sẽ có một cái phản ứng nó đổi màu. Và dựa vào cái màu đó thì họ sẽ xác định được định lượng của cái chất đó ở trong nước tiểu của bệnh nhân. Thì nói chung là mình có thể mình mua cái này về thôi. Mình mua cái này về mình nhúng, bác sĩ họ nhìn vào đây họ cũng có thể định lượng được. Họ có một cái giải này, cái giải so sánh này. Và cái máy này nó thay cho cái việc định lượng của bác sĩ là nó sẽ soi đèn và nó nhận lại cái ánh sáng phản xạ từ mấy cái miếng thử này. Trong đây nó gồm có 3 cái đèn. Thì nó sẽ gọi là chiếu vào từng cái miếng này. Sau đó nó nhận ánh sáng phản xạ để nó phân tích, nó định lượng. Thì máy này là máy 11 thông số. Thì trước kia người ta có 10 thông số, bây giờ có 11 thông số, là thêm cái thông số gọi là gì mà tiền tố vitamin C á. Cái thông số cuối cùng này. Hầu như que test là 11 thông số, cái thông số cuối cùng này là thông số thêm. Thì cái này có thể thay đổi từ 10 thông số hoặc 11 thông số. Và thường là mỗi máy, mỗi hãng nó sẽ có một cái que test riêng biệt cho nó. Que test này cũng như nhau, chẳng qua là cái thứ tự sắp xếp nó khác nhau. Ví dụ như cái này pH là cái ô thứ 5, còn cái kia là pH là cái ô thứ 7. Đó là lý do tại sao mà thằng nào xài test này không có lộn xộn. General nó chạy lâu quá mà. Good day. No. Cái thằng General nó không cho nhập thông tin này. Thì thường là một mẫu thì nó sẽ chạy tầm 90 giây tùy máy. Có dòng máy thì chạy 60 giây, cái dòng thì chạy 90 giây. Thằng này cái gọi là chế độ cơ bản nhất của nó thì chạy mất 90 giây. Leo